Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm viên sapphire thiên nhiên thịnh vượng. Viên sapphire thiên nhiên thịnh vượng là viên đá mà ai cũng khao khát được sở hữu. Đá có màu xanh lam, hợp với người mệnh mộc và mệnh thủy, mang tới may mắn, thành công và giàu có. Đặc biệt, sapphire cũng là viên đá của tri thức, sự lãnh đạo, sáng suốt và trung thực. Viên sapphire thiên nhiên thịnh vượng có giấy kiểm định đá quý, giao hàng toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.